Rồi ok, tiếp tục mình qua part 3, 6 question. Read the story, choose a word from the box, write the correct word next to number 1 to 5, and one example. Mình đọc cái câu chuyện ha, rồi mình lựa cái từ ở bên cái ô bên phải và sau đó viết chúng cái bên số 1 tới 5. Có một ví dụ, chữ school người ta xài rồi, tức là Daisy and her dad went into town center after school yesterday. Daisy và ba đã đi vào trong trung tâm của thị xã sau giờ học ngày hôm qua. Rồi vậy bên đây cũng tương tự như vậy, các bạn lấy cái viết gì á, các bạn đánh dấu nhẹ vô đây một cái, rồi, chữ school mình đã xài rồi. Rồi cook là nấu, cook asleep ngủ gục, asleep. Chocolate là sô cô la, chocolate. Present quà tặng, present. Climb, climb là leo, nhớ nha, cái chữ bờ này nó câm ha, đừng có đọc climb mà lime, lime. Laugh, cái chữ này, chữ ed này nè, mình đọc là âm thờ ha. Laughed, laughed. Built và bottle. Rồi ok, tiếp tục mình vô câu chuyện ha. They both want to buy a birthday chấm 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 for Daisy mom. Cả hai bọn họ muốn mua cái gì đó mà sinh nhật cho mẹ của Daisy. Thì ở đây mua thì mua gì, mua quà sinh nhật ha. Vậy câu số 1 này mình sẽ chọn là birthday present. Rồi tiếp tục, they both wanted to buy a birthday present for Daisy mom. Dad got her a scarf and Daisy found a book that mom wanted. Ba thì mua cho mẹ, cho bà ấy á, một cái khăn choàng. Daisy thì tìm thấy một quyển sách mà mẹ muốn đọc. Ok, said dad, now let's get mom a cake. Where can we buy one? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ mua cho mẹ bánh ha. Chúng ta mua ở đâu? Where này ở đâu? Chúng ta có thể mua bánh ở đâu? One này thế cho cake. The best one are in Mr. Brown Cafe, said Daisy. Right, said dad. But we must be quick. I need to go home to... Rồi, my birthday dinner. Mom birthday dinner. Cái tiệm, tức là cái cửa hàng mà ngon nhất, tốt nhất á, thì là ở trong quán cà phê của ông Brown. Daisy nói, ồ đúng rồi, ba nói, nhưng mà chúng ta phải nhanh lên. Ba cần phải đi về nhà để cái gì đó cho buổi tối sinh nhật của mẹ. Ha, ở đây mình dịch nè, dinner là buổi tối, mình dịch ngược lại, birthday là sinh nhật và phải S là của mẹ. Như vậy, ở ngay chỗ này nè, do nó có cái chữ dinner, birthday dinner, cho nên sau to này một động từ nguyên mẫu nữa, mình sẽ chọn một cái động từ cook, dễ ha, để làm gì, để nấu, nấu cái bữa tối sinh nhật cho mẹ. Rồi tiếp tục, they went to the cafe and they chew a cake. Họ đi đến cái quán cà phê và họ lựa một cái, ở đây mình có mạo từ mình có ở đây là cake là cái bánh rồi. Vậy mình chỉ có thể để một cái chữ gì đó mà nó có thể bổ nghĩa cho cái bánh này. Thì sau khi bạn chọn bên kia, bạn chỉ có thể chọn được một cái chữ là chocolate cake. Ok, chocolate. Tức là một cái bánh mà sô-cô-la. When they got home, Daisy said, Dad, I think our shopping bags are in the cafe. We didn't bring them home. Khi mà họ đi về nhà thì Daisy mới nói, ôi ba ơi, con nghĩ là cái túi mà đi mua sắm của chúng của ba con mình á, thì nó ở quán cà phê á, chúng ta không mang nó về. Oh no, said dad, it's 6 o'clock and the cafe is closed. Ôi không, ba mới la lên, bây giờ là 6 giờ rồi và cái quán cà phê nó đã đóng cửa. This terrible, Daisy said, we got nothing to give mom. Thật là khủng khiếp, Daisy nói, chúng ta không có cái gì để đưa cho mẹ hết. Then mom khém hởm, I went to the cafe to get a water. Ở đây mình có a và mình có up water, thì mình chỉ có thể điền được một cái chữ là a bottle of water, một cái chai nước ha, một cái chai nước. She said, and Mr. Brown gave me this shopping bag. Are they yours? Và cái ông Brown á thì đưa cho tôi những cái giỏ mà đi mua sắm này. Chúng nó có phải are they yours? Chúng nó có phải là của anh không, của bạn không? Tức là ở đây là của ba của và của Daisy và Daisy á. Daisy and Dad chấm chấm chấm. No, they're for you. Happy birthday, they said.
không phải đâu, Dad và Daisy nói. Thì ngay chỗ này nè, mình để ý hai cái dấu này. Thường thường cái dấu mà nằm trong cái nháy đơn này nè, thì nó là câu tường thuật như vậy. Thì Daisy và ở sao này có DZ nè, là bọn họ nói no day for you, happy birthday. Dễ mé trước này nó phải có Daisy và Dad thể hiện một cái hành động gì đó. Bởi vì ngay đây có dấu chấm kết câu rồi. Ngay đây có Daisy và Dad là chủ ngữ. Vậy Daisy và Dad làm sao? Laugh, cười. Nhớ thêm đi vô ha. Rồi không, chúng nó là của mẹ đó. Ok rồi, thầy đọc lại cho các bạn ha. Daisy and her dad went into town center after school yesterday. They both wanted to buy a birthday present for Daisy's mom. Dad got her a scarf and Daisy found a book that mom wanted. Okay, said Dad. Now let's get mom a cake. Where can be white one? The best one are in Mr. Brown Cafe, said Daisy. Right, said Dad. But we must be quick. I need to go home to cook mom's birthday dinner. They went to the cafe and they chewed a chocolate cake. When they got home, Daisy said, Dad, I think our shopping bags are in the cafe. We didn't bring them home. Oh no, said Dad. It's 6 o'clock. The cafe closed. This terrible, Daisy said, we got nothing to give mom. Then mom came home. I went to the cafe to get a bottle of water, she said. And Mr. Brown gave me the shopping bag. Are they yours? Daisy and Dad laughed. No, they're for you. Happy birthday, they said. Làm tới đây xong, làm ơn, nhớ, chọn cái gì? Tiêu đề của câu chuyện, nếu không mình bị mất điểm một cách hoang mang ha. Câu chuyện này nói về cái gì đấy? Dad birthday, không phải sinh nhật của mom ha, không phải của dad. Mr. Brown buy a cake. Ông Brown là chủ cái quán cà phê, ông không có mua cái bánh. Mà là Daisy với Dad mới mua bánh cho mẹ. Mom birthday present, đó là cái tiêu đề của câu chuyện. Vậy mình thích vô đây ha. Rồi ok, mình xong part 3.